thú vui mì ăn liền nhanh chóng nhưng lại thiếu chiều sâu mì ăn liền là một phát minh tiện lợi cho cuộc sống bận rộn hối hả của chúng ta đã trở thành cái biểu tượng cho lối sống nhanh trong xã hội hiện đại cái nhanh ấy lại len lỏi vào mọi ngóc ngách từ những cái bữa ăn vội vã đến cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Mạng xã hội với vô số video ngắn này, hình ảnh bắt mắt càng tiếp thêm sức cho cái thú vui mỹ ăn liền này. Sự bùng nổ của video ngắn, chỉ với vài cú lướt nhẹ trên màn hình của bạn thì hàng loạt video ngắn với nội dung đa dạng hiện ra trước mắt của bạn. Chúng ta say mê theo dõi những cái trào lưu mới nhất và những cái khoảnh khắc hài hước, vui nhộn cũng như là những cái câu chuyện ngắn ngủi nhưng thiếu chiều sâu mà ít khi dành thời gian cho những cái video chất lượng được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Lối sống vội vã và những cái hệ lụy là cái nhanh của mì ăn liền của video ngắn len lỏi vào đời sống khiến ta vội vã trong cả cách ta ăn, ta uống, ta ngủ, ta yêu hay là ta đi. Chúng ta chọn đồ ăn nhanh cho tiện lợi, chọn quần áo thời trang nhanh để bắt kịp cái xu hướng, chọn những cái mối quan hệ chấp nhoáng trên mạng xã hội và đi du lịch cũng theo kiểu mỹ ăn liền, check in vội vã, lối sống vội vã ấy cho dù tiện lợi lại ẩn chứa nhiều cái hệ lụy nó khiến ta đánh mất đi cái sự trân trọng những cái giá trị cốt lõi đích thực những cái điều bình dị trong cuộc sống. Nó khiến ta thiếu đi cái sự kiên nhẫn và thiếu đi cái chiều sâu trong suy nghĩ và hành động của chúng ta. Và sau đây thì mình muốn kể một vài câu chuyện thời xưa thì một cái thời đã qua của mình là thế hệ 8X, 9X thì millennials là những cái người trưởng thành vào đầu thế kỷ 21 có thời internet mới mẻ. Đấy thì còn in thậm trong cái tâm trí của mình đó là thời mà mình kết nối internet qua modem, dial up tức là cái tiếng zi 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 vang dội ra À, cái tốc độ siêu chậm chạp thì nực cười luôn ý thì mình nhớ là nửa đêm thì mình hay lén lút để lướt mạng để kết nối thì cái tiếng chuông này đã báo động là khiến cho um, bố mẹ mình thức dậy này và mình rất là sợ hãi mỗi lần mà bị bố mẹ phát giác ra và cái câu chuyện khác nữa là ngày ấy thì có những cái cuộc trò chuyện điện thoại kéo dài hàng giờ với cả những người bạn của mình đó là thời mà khi mà chưa có điện thoại thông minh như bây giờ thì điện thoại bàn và chúng ta cũng không vội vàng chọn lọc cái lời nói hình ảnh hay là video status để đăng tải lên mạng xã hội nữa đó là những cái câu chuyện hay là những cuộc trò chuyện rất là kiểu như là bày tỏ cảm xúc thật sự của chúng ta thời đó thì mình cũng là tập thành viết thư này cho những người bạn của mình quen một người bạn người hàn quốc thì bạn ấy sang ba lan để học trao đổi thì sau đó thì bạn lại về à, hàn quốc và mình lại sang pháp trao đổi thì là cứ thế hai đứa viết thư thay cho nhau thì mỗi lần mà mình nhận được cái bức thư đấy thì mình rất là phấn khởi và giờ đây thì chỉ cần một cái tin nhắn vỏn vẹn trong vòng một giây thì có thể kết thúc được mối quan hệ trên các cái ứng dụng hẹn hò nữa thì giúp chúng ta có thể quen được người mới và có vô số lựa chọn khác nhau nữa. Bữa cơm gia đình hồi xưa cũng hoàn toàn khác với cả thời bây giờ. Cái món ăn mà do mẹ mình nấu em sẽ cẩn thận chọn mua từ khu chợ gần nhà này. Giờ đây cũng chỉ là còn ký ức. Thay vào đó là những cái món ăn nhanh, tiện lợi hay là những cái thực phẩm chế biến sẵn trở nên rất là phổ biến. Ký ức về những cái chú gà mái tung tăng trong vườn nhà mình nữa thì có đợt mẹ mình sửa lại cái nhà vệ sinh gọi là công trình phụ thì mẹ mình đã có nhờ những cái người phụ hồ đến để xây nhà vệ sinh thì những con gà đấy nó không biết đẻ trứng ở đâu để nó nhảy bộp và luôn vào cái hồ đấy và đảo đẻ và sau đó thì mình cứ cười và nhớ đến tận bây giờ cái câu chuyện rất đơn giản của ngày xưa du lịch ngày xưa thì mang tính trải nghiệm nhiều hơn bây giờ vì chúng ta dành thời gian để tận hưởng cái cảnh đẹp này cái phong cảnh hùng vĩ thưởng thức những cái món ăn địa phương chuyện với người địa phương hòa mình và văn hóa bản địa nhiều hơn là bây giờ thì chúng ta chỉ chăm chú vào để đăng tải ảnh đẹp đẽ nhất check in chúng ta tập trung vào cái cảm nhận rất là mí liền và lưu giữ những cái khoảnh khắc đáng nhớ đó trên mạng xã hội quần áo ngày xưa cũng được trân trọng hơn rất là nhiều những cái bộ cánh thì được mẹ mình cẩn thận may vá này may cho mình này và hay đặt thợ may doni đóng giày từng cm thì mang theo cái niềm háo hức chờ đợi và những cái sự trân trọng nhiều hơn là bây giờ rồi đây thì với cái tốc độ chóng mặt của ngành thời trang nhanh thời trang không bền vững con người vội vàng mua sắm này cũng vội vàng vứt bỏ đi vứt bỏ những cái bộ quần áo những cái món đồ Giải tiền là chuyện rất là bình thường cái thèm chóng chán khiến giá trị của thời trang bị hạ thấp rất nhiều và con người cũng dần mất đi cái sự trân trân trọng những cái vật dụng xung quanh này, người xung quanh của chúng ta nữa. Tiến hóa là quy luật tự nhiên của loài người, từ thời đồ đá săn bắn hái lượm đến thời kỳ nông nghiệp, công nghiệp hay là ngày nay là trí tuệ nhân tạo. Con người luôn không ngừng phát triển, tuy nhiên tốc độ phát triển chóng mặt nhanh chóng đấy của xã hội hiện đại cũng mang đến những cái hệ lụy, những cái điều gọi là một chút tiêu cực, nhanh hay chậm đều có hai mặt và điều quan trọng là chúng ta cần tìm kiếm cái sự cân bằng hướng đến cái sự phát triển bền vững lâu dài khi cuộc sống bớt hối hả con người sẽ có thời gian để có thể suy ngẫm và trân trọng những cái giá trị đích thực hơn sau đây là một vài lời mình muốn nhấn nhủ đó là vì sao mình lại nghĩ đến cái cuộc sống chậm, cuộc sống đơn giản là vì khi mà chúng ta sống chậm lại thì sẽ tận hưởng được cái sự bình yên trong cuộc sống có thể dành thời ra cho những cái điều thực sự quan trọng cho những người và có những cái giá trị bền vững hãy trân trọng những cái bữa ăn được nấu bằng cả tâm huyết của cha mẹ ông bà những bộ quần áo được sử dụng lâu dài bền vững những mối quan hệ được vun đắp bằng tình yêu thương chân thành hãy biến thú vui mì ăn liền thành cái món ăn tinh thần đầy đủ dinh dưỡng mạng xã hội là một công cụ rất là hữu ích nhưng hãy sử dụng nó một cách thông minh hơn để chọn lọc những cái video chất lượng và những cái thông tin hữu ích nuôi dưỡng cái tâm hồn và trí tuệ của chúng ta, biến thú vui mì ăn liền thành món ăn tinh thần đầy đủ dinh dưỡng giúp ta phát triển toàn diện và sau đây là một vài lời kết thì mình nghĩ là sống chậm không có nghĩa là chúng ta sống thu động mà là sống có ý thức hơn biết trân trọng những cái giá trị đích thực và để cái thú vui mì ăn liền chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng ta thôi bên cạnh những cái giá trị bền vững và tình yêu thương lâu dài trung thủy một vài triết lý sống mà mình nghĩ là nó có liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay đó là nhanh không phải lúc nào cũng tốt đôi khi chậm lại giúp ta nhìn nhận mọi việc tốt hơn hoặc có thể nói là mọi thứ rõ ràng hơn và đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn hạnh phúc không đến từ những cái thứ hào nhoáng chấp nhoáng nhất thời mà hạnh phúc là cái sự đến từ sự bình yên trong tâm hồn với giá trị bền vững trong cuộc sống của chúng ta. Hãy trân trọng những cái gì bạn đang có bởi vì có những cái thứ một khi đã mất đi rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Mình mong rằng cái video hôm nay về chủ đề thú vui miến liền thì sẽ nhắn nhủ những cái điều chúng ta có thể quên đi trong cuộc sống. Đó là hãy sống chậm lại, sống đơn giản một chút thì chúng ta sẽ cảm thấy sự bình yên, bình dị trong cuộc sống của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn.